Indonesia với 300 triệu dân, nền kinh tế xếp thứ 14 trên thế giới và kỳ vọng thứ tư thế giới vào năm 2045, thành viên của G20. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á mà Indonesia thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Quan hệ kinh tế thương mại tăng trưởng đột biến từ 2012 đến 2017 đã tăng lên 4 lần, đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ năm 2017. Mục tiêu kinh ngạch thương mại sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Tôi xin nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực mà Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Từ khi thiết lập đã có chương trình hành động cho giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, nhưng cuối năm nay sẽ là một chương trình hành động mới cho 2019-2023. 6,8 tỷ đô la thương mại hai chiều là con số tốt, nhưng chưa xứng với tiềm năng. Một dấu hiệu tốt khác là đầu tư, Indonesia đầu tư sang Việt Nam vẫn tăng trưởng, nhưng chiều ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Indonesia còn tăng đến 200%. Vậy hướng 5 năm tới là gì? Vẫn phải là hợp tác kinh tế. Người dân phải cảm nhận được sự hợp tác này và hưởng lợi từ đó. Các mảng hợp tác chiến lược sẽ bao gồm công nghiệp quốc phòng, nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, năng lượng, công nghiệp sáng tạo.